Vì Linh Mục Trẻ với nick Facebook đó là Dân Trải cũng đã chia sẻ trên tường cá nhân của mình với Status nói rằng cỡ 1,5 tháng nữa thì các đoàn từ thiện và người dân đi xin và nhận rau củ quả không đồng lúc này sẽ thấy được hậu quả thế nào. Người giàu lúc đó bỏ tiền ra mua cũng mắc, nhưng khổ một cái là lúc này ai cũng thích đồ không đồng. Chefero Nguyễn Phước Hưng với nick đó là Dân Trải, ngài là chánh sứ của giáo xứ Xuân Trường và ngài quản nhiệm thêm giáo họ Xuân Trường gần giáo xứ của ngài nữa. Rất nhiều người đã biết đến ngài qua cách hành thiện của mình là người trung chuyển, những chia sẻ của biết bao nhiêu vị ân nhân đến cho những người nghèo, và ngài liên tục làm việc này và kêu gọi biết bao nhiêu con người đóng góp qua trang Facebook của ngài, từ những đóng góp nhỏ đến đóng góp lớn. Những người nghèo cũng có khả năng đóng góp qua chương trình giúp đỡ qua trung gian của ngài. Ngài nói rằng hãy biết quý trọng những phần quà từ thiện mà mình nhận lúc này và hãy sẵn sàng chia sẻ quà từ thiện đều đặn đến những đối tượng cần thực sự. Chúng ta phải nghĩ đến cả chục cơn bão từ nay cho đến cuối năm ảnh hưởng đến đồng bào dân tộc của chúng ta. Bởi trong Thánh Vịnh 40 có nói rằng phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ trong ngày hoạn nạn sẽ được Chúa cứu nguy. Giữa cảnh hoạn nạn biết bao nhiêu tấm lòng được chia sẻ các vị ân nhân, những người có tấm lòng đã bằng cách này cách khác, bằng cả vật chất tinh thần đã trực tiếp chia sẻ cho đồng hương của mình. Một hình ảnh linh mục cũng khá là đẹp, cha Nguyễn Hiếu thuộc dòng Camelo, hiện ngài đang sống ở Sài Gòn. Ngài là một vị bác sĩ chuyên về tim mạch. Ngài có phòng mạch chữa bệnh và phát thuốc cho người nghèo ở tại số 105B thuộc đường Bà huyện Thanh Quan ở phường 7, quận 3, thành phố. Với ngài, nghèo không phải là cái tội. Mỗi tối ngài ngồi trên một chiếc xe Honda cũ với những hộp cơm mà ngài đi tìm những người nghèo để mà ngài tặng cho họ. Ngài chia sẻ rằng chỉ có những lúc khốn khổ như thế này thì mình mới gặp được họ. Trong ngày thường họ phải đi làm có thấy được họ đâu. Người có tiền thì họ ở nhà và họ đóng cửa ở trong nhà xem như là một kỳ nghỉ dài. Có ai ra ngồi ngoài đường để mà xin miếng ăn. Chỉ có những người nghèo thực sự thì mới phải ở ngoài đường mà thôi, bởi vì nhà đâu mà họ ở. Cha nói mỗi khi thấy nụ cười của họ dường như là ngài nhìn thấy được Chúa đang cười với ngài. Và mặc dù là cực nhưng trong đó có niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày với ngài. Vì thế đó là một niềm vui. Ngài còn trân trọng gửi đến tất cả quý ông bà, cô bác, những ai có bệnh về tim mạch mà muốn ngài tư vấn, có thể gọi ngài qua số điện thoại của ngài 0903 781 848, và ngài sẵn sàng tư vấn. Trong thông điệp của Đức Mẹ Hoa Hậu vào năm 1978, mẹ nhắn nhủ rằng các con của ta có rất ít người chịu đựng được vì đức tin. Các con có phải thua vì sự đau khổ từ vì đức tin hay không? Nói rằng phải chăng nhiều người như vậy không hiểu về con của mẹ, rằng từ vì đạo có nghĩa là lối vào ngay lập tức lên thiên đàng. Điều này không đáng để chiến đấu sao? Thánh Matthew, ngài tự đào bị thương ở Ethiopia và bị sát hại bởi một vết thương dao. Dấu ấn chết ở Alexandria ở Ai Cập sau khi bị ngựa kéo qua đường phố cho đến khi qua đời. Thánh Luca cũng đã bị treo cổ Hy Lạp vì kết quả của việc thuyết giảng khủng khiếp về người đã khuất. Thánh Gioan, ngài đối mặt với tử vị đạo khi ngài bị đun sôi trong một chậu dầu sôi lớn trong một đợt hành hạ ở Roma. Tuy nhiên, ngài đã được giải thoát một cách kỳ diệu khỏi sự chết và ngài sau đó đã bị kết án với mỏ trên đảo ở Patmos. Ngài đã viết một cuốn sách khải huyền của mình về Patmos và sứ đồ của Thánh Gioan sau đó được giải phóng và trở lại làm giám mục Edessa ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại. Ngài đã qua đời như là một ông già và tông đồ duy nhất đã được ra đi một cách thanh thản. Còn đối với Thánh Phêrô, ngài đã bị đóng đinh trên một cây thập giá hình chữ X theo truyền thống của nhà thờ. Đó là bởi vì ngài nói những người giày vò ngài rằng là ngài cảm thấy không xứng đáng để chết theo cùng một cách mà Chúa Giêsu Kitô ngài đã chết.
Xin mượn chia sẻ của quý cha dòng Camelo hay còn gọi là dòng Cát Minh ở Sài Gòn, kính gửi đến quý bà cô bác. Trong chia sẻ của các ngài nói nếu ta còn giữ được lòng mình biết ngạc nhiên trước những điều kỳ diệu hàng ngày trong đời, thì ta sẽ thấy được nỗi đau của ta dường như là ít lạ kỳ hơn niềm vui, và nhiều cánh cửa, nhiều cơ hội sẽ mở ra cho ta hơn. Cha Nguyễn Hiếu thuộc dòng Camelo, ngay từ những ngày đầu, ngài cũng như là các linh mục khác, cũng như là các vị giáo sĩ, tu sĩ ở trong dòng, ngài vẫn chọn linh đạo theo lối sống chiêm niệm trong cả hai phương diện, về cả cấu trúc và giá trị. Và điều này được phản ánh rõ ràng trong bản luật dòng của ngài: anh em ngày đêm suy niệm luật Chúa và tỉnh thức cầu nguyện. Và ngài đã diễn tả cách hành động của ngài qua chính thực hành chiêm niệm của ngài, bắt nguồn từ đời sống tâm linh, quyết định phẩm chất đời sống huynh đệ và đời sống phục vụ của ngài giữa những người nghèo, giữa những anh em trong đời sống linh mục của ngài. Ngài là một đời sống chứng tá của huynh đệ Cát Minh, là chứng tá cho Thiên Chúa hiện diện một cách mầu nhiệm, tuy nhiên lại sống động giữa dân của người. Ngài nói với muôn người rằng qua cách hành xử của ngài để mà diễn tả về sự hiện diện của Thiên Chúa qua các biến cố trong đời sống thường ngày, và đặc biệt là thấy ngài qua anh chị em, những người đang đói kém, những người đang gặp cảnh khó khăn, những người là con của Đức Giêsu Kitô đã xuống thế làm người cho muôn loài. Chắc hẳn rằng đối với tu sĩ Cát Minh, trở nên anh em có nghĩa là thăng tiến trong tình hiệp thông và hiệp nhất, và vượt qua những đặc quyền và những cái khác biệt trong một tinh thần tham gia và đồng trách nhiệm, chia sẻ của cải vật chất, chia sẻ những ơn lành và chia sẻ cho nhau để mà giúp nhau, nâng đỡ nhau trong đời sống hàng ngày. Tu sĩ hay giáo sĩ thuộc dòng Cát Minh, các ngài cũng tìm kiếm nhan Thiên Chúa giữa lòng trần gian, và các ngài tin rằng Thiên Chúa đã thiết lập một nơi cư ngụ cho chính người ở giữa dân người. Và cũng vì lý do này, các vị tu sĩ, các vị linh mục, các ngài không chỉ riêng ở dòng Camelo hay là một dòng nào đó, tất cả các dòng và thậm chí cả những linh mục triều, những ngài đang có những tấm lòng chia sẻ và đến với muôn người, chia sẻ với đồng loại của mình, cảm thông với tha nhân qua những hình thức phục vụ và nâng đỡ, cũng như là đồng hành theo cách này cách khác trong bối cảnh đặc biệt ở Việt Nam bây giờ. Nguyện xin Chúa Giêsu qua mẹ Maria, mẹ nâng đỡ và cầu bầu lên Chúa để mà mỗi người chúng ta, những người cùng giúp nhau, cùng đồng hành với nhau, cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và xin mẹ hãy nâng đỡ để cầu bầu cho mỗi người chúng ta biết làm gì và nên làm gì trong bối cảnh này. Con đang lạc đường, ngài kiếm con khi con đang tội vương, ngài kiếm con khi con đầy chán trường. Vậy mà sao ngài cứ mãi tìm kiếm con? Ôi lạy Chúa, Chúa đã dò xét
và đã biết con. Chúa biết con khi con đứng con ngồi, hay con đang suy tưởng điều gì, thì lạy Chúa từ đằng xa Ngài đã biết con. Chúa đã dò xét con và đã biết con. Chúa biết con khi con đứng con ngồi, hay con đang suy tưởng điều gì, thì lạy Chúa từ đằng xa Ngài đã biết con. Ngài biết con mang thân phàm trần, ngàn dấu chân con lên theo phù vân, lòng vẫn vương bao nhiêu là mối tình. Vậy mà sao Ngài cứ mãi tìm kiếm con? Ngài ngóng trông con đi hoang trở về, Ngài thứ tha khi con đang còn xa. Ngài đã ban xiêm y và nhẫn vàng, tiệc mừng vui vì con đã về với cha. Ôi lạy Chúa đã dò xét con và đã biết con. Chúa biết con khi con đứng con ngồi, hay con đang suy tưởng điều gì, thì lạy Chúa từ đằng xa Ngài đã biết con. Hay con đang suy tưởng điều gì, thì lạy Chúa từ đằng xa Ngài đã biết. Một mối tình
là phục vụ Chúa không cần đáp đền. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, trọn đời con đây hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Lạy Chúa đừng để con quá buồn, và lạy Chúa đừng để con đắm chìm, vì chìm đắm lòng con đi hoang, và buồn chán làm con vong ơn. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa không cần đáp đền. Cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi. Thì lạy Chúa cuộc đời con đây, trọn đời con đây hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi. Thì lạy Chúa cuộc đời con đây, trọn đời con đây.